Lần đầu tiên bạn thấy tuyết rơi thế nào? Đẹp. Đẹp không? Đẹp. Tí nữa ra ngoài chơi nha. Ừ. Đợi nó dày dày nha. Đây, tuyết đang rơi này. Tuyết rơi đấy. Tuyết rơi ngồi trong nhà có lạnh không? Không, phản ấm. Đúng rồi. Trời ơi, tuyết đang rơi kìa. Đẹp không? Bông to nhỉ? Hôm nay hiện tại đang là 1 hay 2 độ ấy.